Mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay xưởng thùng của Khanh vừa hoàn thiện xong một con xe tải Isuzu LQR550. Thì hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho anh em mình cũng như là giới thiệu cái option của thùng này rất là đẹp nha. Thùng full inox bửng nhôm. Thì cái con xe Isuzu LQR550 này Khanh sẽ giới thiệu lại sơ sơ về cái thông số của xe trước rồi mình sẽ đi đến cái phần thùng. Thì cái con xe này sẽ có hai tải trọng cho anh em mình lựa chọn. Một là anh em lựa chọn tải trọng là 4 tấn 995, hoặc là anh em có thể chọn tải cao hơn xíu là tải trọng là 5 tấn 7. Và con xe này nó cũng có hai phiên bản thùng kích thước thùng cho anh em mình lựa chọn. Một là thùng anh em chọn là thùng dài là 5m7, hai là thùng dài là 6m250. Đó là cái hai cái kích thước thùng mà anh em có thể tùy ý lựa chọn để cho sao nó phù hợp với cái là hàng hóa gia đình của mình nha. Thì cái về cái phần nội thất xe, nội ngoại thất con xe LQR550 này thì nó rất là quen thuộc với anh em mình rồi. Nó cũng là sử dụng cabin đầu vuông với là cái chữ Isuzu và cái số loại xe và cái công nghệ của nó Blue Power. Đó. Thì qua phần bên hông, chắc Khanh sẽ đi nhanh cái phần cabin nội ngoại thất cái cabin xe này. Đó, tại vì chủ yếu là mình muốn giới thiệu cái option thùng bên mình đóng thôi. Còn như cabin thì xe nào ở chỗ nào nó cũng như nhau thôi. Đó, thì cái con xe này xài lớp Yokohama, lớp là 825-16. Đó, lớp trước lớp sau bằng nhau. Đó, thì Khanh sẽ giới thiệu lại cái phần kích thước thùng chứ đã. Thùng ví dụ như con trước mặt anh em mình là cái con siêu thùng dài là 6m250, bề ngang của nó là 2m150 và chiều cao là 2m050. Đó là cái kích thước thùng lọt lòng của con xe này. Thì cái con xe này là anh em thấy là đóng bửng nhờ 7 bửng mở, mỗi bên 3 bửng. Rồi, thì anh em sẽ thấy mình sẽ cái cản của mình á là cản inox bọc composite. Cái cản nó thì là mình lấy cái loại vừa vừa thôi, inox 430 chứ không cần mà inox 304 hay là 201 thì nó mắc. Cái con này khách hàng Khanh là chở trái cây, họ cũng không cần mà cái loại xịn nhất. Đó, nên là họ còn cái xe chở xe hãng người ta làm bửng nhôm gì thì nó mới đẹp. Nên là Khanh cũng làm cái loại vừa vừa thôi. Đó, cái loại này là inox 430 nè. Cái này thì anh em muốn là 201 cũng được, inox 430 là inox đục đục nè, đó. Tay khố bản lề cũng là inox 201, đó. Rồi, bây giờ Khanh sẽ mở một bên thùng cho anh em xem cái chất liệu bên trong. Đây là nhôm đúc nha, Khanh cũng dán theo cái dòng chữ đây được cắt bằng mạ vàng, xi vàng đây nhìn cũng rất đẹp nè. Đó, cái tay khố mà Khanh cũng làm bọc bằng cái cao su, tại vì cái inox này rất là bén nha, nếu mà không bọc lại nhiều khi anh em vô tình đó thì nó bị xước, bị chày tay đó, rất là nguy hiểm. Thì bây giờ Khanh làm bọc lại thì nó sẽ an toàn hơn đó. Rồi, đây là cái bửng nhôm đúc, thì vách trong vách ngoài mình cũng là bằng nhôm nha. Đó, rồi về cái phần sàn thùng thì anh em mình nhìn đây, cái sàn cái này là sàn dày là 3 ly. Sàn của Khanh đó, sàn là sàn hàng tích, hàng kéo nè anh em, cái hàng vi cái, cái mối hàng của Khanh anh em thấy không, rất là đẹp nha, rất là liền lạc cực kỳ luôn đó. Tại vì một số đơn vị đóng thùng họ sẽ hàng kiểu như hàng chấm, có nghĩa là hàng bôn đó, hàng chấm như đây, một đoạn như đây, cứ một đoạn như đây tầm khoảng một gang tay, là hơn một gang tay họ sẽ chấm một đoạn đó. Thì như vậy thì cái thùng mình rất là nhanh bị vên đó. Thì bên Khanh đi làm cái thùng, anh em nhìn mấy cái mối hàng thì biết cái chất lượng bên Khanh đóng thùng như thế nào rồi đó. Cái lường này thì Khanh làm inox 304 nha, sàn cũng là inox 304. Inox 304 thì nó nhìn nó hơi đục đục một xíu như thế này nè đó. Rồi còn cái vách áp cabin, vách áp mặt dựng nè, đó thì Khanh làm bằng inox 304 dập lá me, cái này dày 1.5 ly. Đó, làm một vách thôi, không cần làm vách ngoài. Đó. Còn cái khung chuồng heo với lại cái trụ á thì không cần, khách hàng chở trái cây người ta chỉ cần độ cứng, người ta không cần cái độ chống sét nhiều. Đó thì bằng sắt như thế này thì nó sẽ cứng hơn rất là nhiều so với cái phiên cái trụ mà trụ inox. Inox thì nó thứ nhất là nó chỉ chống sét và nó là nó chống sét chống nước, nhưng mà thực chất là nó giòn. Đó, anh em hiểu không, nó giòn, nó dễ gãy, nó dễ vên, nên là mấy cái chỗ chịu lực như mấy cái trụ khung chuồng heo thì mình làm inox làm bằng sắt u như thế này thì nó sẽ chắc nha. Khung chuồng heo là bằng sắt hợp 4 nha. Đó, còn cái khung dưới đây là 46, hợp 46 đó. Kèo thì mình làm kèo kẽm nha, kèo kẽm bạc 5 mảnh. Đó, đó là phía trong cái thùng xe. Để anh bây giờ anh sẽ đóng lại một bên, Khanh đóng lại. Rồi, mấy cái chỗ mà cái trụ thì Khanh làm ốp thêm miếng inox dập lá me, nhìn cho cái thùng mình nó sáng, nó đẹp hơn, nhìn cứng cáp hơn rất là nhiều nha. Lớp sau cũng là xài lớp Yokohama đó, lớp 825-16. Rồi, phía sau thì Khanh làm thêm cho khách hàng cái là cái cản có gắn thêm một cái 6 cái đèn led đó, rất là đẹp. Đây có thêm 2 bóng đèn nữa nè đó. Rồi cái phần đèn đuôi á thì Khanh làm inox có cái bọc bảo vệ đèn nữa, để mà khách hàng kêu chạy và lui hay là di hay là sao nó mà có cái này thì nó sẽ bảo vệ cái đèn của mình khỏi bị bể nha. Đó, phía sau nhìn anh em nhìn rất là đẹp nha. Còn phía đây nè anh em,
cái này thì cái cửa trên này thì mình có thể lựa chọn là cái cửa trống hoặc là cửa mở. Nhưng khách hàng của Khanh kiểu mới bây giờ, khách hàng lựa cái trống như thế này đi vào đi bóc trái cây thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với cửa mở nha. Trống lên rồi Khanh làm cao trên khách hàng á, là cái độ cao cái chỗ cái bửng này nè là 40 cm, rồi làm dập đám me đó, nhìn rất là đẹp nha. Cái bàn này anh em có thể quấn lên cũng được đó, xả xuống vậy cũng được, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Đó, khung gầm cái con xe này thì con này thì cái dàn đà á, là đà tiêu chuẩn nha. Khanh nói rồi, mới nãy Khanh nói rồi, trụ nè, đà nè là những cái chỗ mà gần như là chịu lực nhiều nhất, nên là phải làm bằng sắt đó, sắt thì nó cái chịu lực tốt hơn. Thì cái dàn đà thì xanh sắt đó, đà gần rất là gần nha, nè anh em coi nè, đó nó tầm khoảng 35 đến 35, chính xác là tầm hơn chưa tới 2 gang tay của Khanh, là tầm khoảng 35 cm là một cây đà đó. Cái tiếp đỡ tiếp về nè, anh em nhìn đây, anh đỡ bằng cái phi này rất là to nè, cái vị trí mình để dạ em để em nhóm lên luôn cho đó. Cái này cái phi tròn vậy thì nhìn cái xe mình nó cứng cáp hơn, chắc hơn rất là nhiều nha. Đó, cái mẫu thùng bên Khanh đóng thì anh em không phải chê đó. Anh em nào mà đang có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh nha. Bây giờ mời anh em lên phần nội thất nha, để Khanh nhớ như xe tới xíu tới luôn. Rồi, anh em mình lên nội thất luôn. Khanh nổ máy rồi. Con xe này sử dụng động cơ là 5.2, đi theo đó là cái hộp số là 6 tiếng một lùi. Mấy cái con này thì thường anh em, nếu mà anh em là tập lái chạy bằng C thì cũng biết là cái con xe này, sau đó là đi thi bằng lái là chạy cái xe này không à. Đó. Đó. Cái con này như ghế mình thấy là ghế da 3 chỗ ngồi. Ghế da 3 chỗ ngồi nha. Đó. Cái nội thất cái con xe này nó na ná như cái dòng bây giờ, cái dòng Isuzu QKR 270 hay 230 210 á, loại đầu vuông á, nó ra cái bộ nội thất y chang như cái con này luôn nè. Nó rất là cao cấp. Dòng Isuzu thì anh em khỏi phải bàn về nội thất của họ, làm rất là tốt, dàn mũ rất là bền. Xe Nhật mà, xe Nhật thì cái chất lượng của nó rất là cao. Đó. Rồi Khanh cũng đã giới thiệu xong về cái dòng xe Isuzu NQR 550 mà Khanh vừa đóng thùng xong. Thì anh em nào đang có nhu cầu lấy một con xe tương tự hoặc là muốn tham khảo một cái dòng xe tải nào thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh. Khanh sẽ báo giá cũng như tư vấn xe cũng như là chi tiết xe, mua xe như thế nào, quy cách như thế nào để cho anh em rõ hơn. Rồi anh em nào đang xem nhớ nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.